Biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Hòa mình trong quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này có thể khiến bạn quên đi tất cả, công việc và những nỗi lo toan của cuộc sống. Nhưng đôi khi công việc đều đặn ở một công ty hay văn phòng nào đó cứ cuốn bạn đi, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Có lúc bạn chợt nhận ra rằng đã lâu rồi, có lẽ là nhiều năm trôi qua, bạn chẳng hề có một kỳ nghỉ hay một chuyến du lịch. Biết vậy, nhưng bạn cũng chẳng thể nào dứt ra khỏi cuộc sống bận rộn đó bởi trách nhiệm công việc hay điều kiện tài chính chưa cho phép. Nhưng nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi, lại đang có xu hướng làm việc kiểu này. Họ tìm đến bất cứ nơi nào có thể mang đến cho họ cảm xúc của một chuyến du lịch nghỉ dưỡng và đồng thời vẫn chăm chỉ làm việc để kiếm tiền. Chỉ cần một chiếc máy tính và nơi đó có mạng Internet, người ta gọi họ là những người du mục số. Tôi là Supani Akasupi, một người du mục số. Trước đây tôi đã làm việc toàn thời gian cho một công ty trong 5 năm ở Đức. Đó cũng là quê hương của tôi. Hiện tại tôi là giám đốc marketing cho một công ty khác cũng ở Đức và có một dự án của riêng mình. Nhưng điều quan trọng là công ty thuê tôi không cần tôi phải có mặt. Họ chỉ quan tâm đến kết quả công việc của tôi thôi. Và giờ, như bạn thấy đấy, tôi có thể tự do đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn. Supani thường ở châu Âu vào mùa hè, mùa thu và mùa đông, cô tới châu Á. Nơi cô thường xuyên lui tới là đảo Bali của Indonesia. Đây là cuộc sống mới của tôi. Tôi làm điều này hoàn toàn tự nguyện. Lối sống này đang ngày càng thu hút nhiều người, nhất là những người trẻ tuổi. Hiện chưa có con số thống kê về số người du mục số trên thế giới, nhưng ước tính con số này có thể lên tới cả tỷ người vào năm 2035. Các khu nghỉ dưỡng trên đảo Bali đều có những khu nhà làm việc dành cho giới du mục số. Nó vừa là quán cà phê, vừa là văn phòng với đầy đủ tiện nghi như phòng họp, phòng để ghi hình thuyết trình. Phí đăng ký tham gia vào không gian làm việc chung này là $150 một tháng. Bạn có thể đến, đi bất cứ lúc nào và ngồi ở bất cứ chỗ nào bạn thích. Supani làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện ở Đức trong nhiều năm và cô luôn cảm thấy áp lực công việc. Đôi lúc cô thấy mình bị kiệt sức. Cuối cùng Supani quyết định nghỉ việc và dành nhiều thời gian hơn cho những thứ mà cô yêu thích. Đó là du lịch, yoga và nấu ăn. Sau một thời gian, một công việc mới đã đến với cô. Đó là trở thành một blogger chuyên viết về ẩm thực, hướng mọi người quan tâm hơn đến những bữa ăn lành mạnh. Tôi nhận những công việc phù hợp với lối sống và sở thích của mình. Tôi tự tổ chức công việc và cuộc sống của mình. Dần dần mọi thứ đã trở nên cân bằng hơn. Công việc của một người du mục số nhìn qua có vẻ nhàn nhã, nhưng thực ra cũng khá vất vả. Những buổi hội thảo, viết bài, thuyết trình ngày càng nhiều lên trong lịch trình làm việc của Supani. Yoga giúp cô cân bằng mọi thứ, và điều quan trọng là cô không thấy mệt mỏi vì công việc như trước. Tuy nhiên, cuộc sống của một du mục số cũng khiến cô có thêm những áp lực khác. Bố mẹ tôi muốn tôi có cuộc sống ổn định với công việc kinh doanh mà ông bà đã dành cả đời cho nó. Mặc dù tôi có sự kết nối với rất nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thấy cô đơn khi không có người thân bên cạnh. Mọi người cũng bảo đã đến lúc tôi phải có một gia đình riêng, nhưng thực sự là rất khó tìm được một người có cùng lối sống và sở thích với tôi. Thời gian này, Supani hài lòng với cuộc sống trên đảo Bali. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cô bắt đầu làm việc hoặc tham dự các cuộc họp trực tuyến của công ty. Khoảng thời gian ban ngày thường là dành cho việc khám phá cuộc sống trên đảo, đi chợ và nấu món ăn, chụp hình. Chắc chắn cô sẽ trở về Đức, nhưng chưa biết khi nào. Sau vài tháng ở Bali, điểm đến tiếp theo của cô là Panama, nơi cô sẽ thực hiện một dự án lớn với vài người bạn. Họ sẽ lập một công ty riêng tại đó. Supani nói rằng cô không thể ngồi yên một chỗ và luôn muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Trước mắt, cuộc đời cô sẽ là những cuộc hành trình dài với rất nhiều công việc khác nhau cho đến khi còn sức khỏe. Không giống như Supani, Ruwenda Harding trở thành một người du mục số bất đắc dĩ. Dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát khiến chị bị kẹt ở Hy Lạp, trong khi cuộc sống và công việc của chị trước đó luôn gắn liền với nước Anh. Ban đầu chị cảm thấy vô cùng lo lắng bởi lệnh phong tỏa khiến chị không thể trở về quê nhà. Giờ thì khác, Ruwenda Harding thường có thói quen đi dạo trên bãi biển tuyệt đẹp
của đảo Arjuna vào mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu làm việc. Chị thường ngồi trong vườn dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, nghe tiếng sóng biển rì rào và làm việc với chiếc máy laptop. Đây là điều mà trước khi có đại dịch, chị không bao giờ có thể tưởng tượng được. Văn phòng làm việc của chị giờ đây là cả một hòn đảo du lịch với quang cảnh đẹp như tranh vẽ. Là một cố vấn truyền thông, Rowena có khách hàng trên khắp thế giới và vì thế mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Khi làm việc tại công ty ở Anh, tôi thường ở công ty tới 9 tiếng mỗi ngày, không gì khác ngoài công việc. Nhưng ở đây thì khác, quanh tôi là một khung cảnh thiên nhiên rất nên thơ. Nếu tôi thấy mệt mỏi, tôi có thể đứng dậy đi dạo một vòng trên bãi biển. Tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức và lại có thể quay trở lại với công việc được. Bạn bè tôi rất ghen tị với cuộc sống của tôi bây giờ. Hơn một năm qua, Rowena Harding có nhiều cơ hội để trở lại nước Anh, nhưng chị đã quyết định gắn bó với Hy Lạp thêm một thời gian nữa. Rowena đã trở thành một nhân viên du mục số chính hiệu. Cuộc sống du mục số có nghĩa là những cuộc điện thoại hay những cuộc họp trực tuyến sẽ tăng lên rất nhiều. Quan trọng là bạn phải tìm được công việc phù hợp với lối sống này. Nhưng tôi nghĩ sẽ ngày càng có nhiều người lựa chọn cách thức làm việc từ xa như thế này. Nhiều người bạn của tôi đã nói với tôi rằng họ muốn sống và làm việc giống như tôi bây giờ. Giai đoạn dịch bệnh vừa rồi đã cho chúng ta một sự trải nghiệm rất lớn. Chính phủ Hy Lạp đang đẩy mạnh thu hút cộng đồng những người làm việc từ xa trên toàn cầu và coi đây là một phần trong chương trình cải cách kỹ thuật số nhằm vực dậy nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch vừa trải qua một năm thiệt hại nặng nề vì đại dịch COVID-19. Năm 2020, ngành công nghiệp không khói của nước này, vốn chiếm 1/5 GDP, rơi vào khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, mất trắng 10 năm lợi nhuận và khoảng 700.000 việc làm. Doanh thu của ngành du lịch trong năm 2020 chỉ đạt 4,8 tỷ đô la, trong khi doanh thu của năm 2019 là 22 tỷ đô la. Các chuyên gia cho rằng, thành công hay thất bại của Hy Lạp trong việc thu hút du khách nước ngoài sẽ quyết định sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế nước này. Một trong những chiến lược mà chính phủ Hy Lạp đưa ra để thu hút người nước ngoài đến định cư lâu dài là nới lỏng điều kiện thị thực và giảm 50% thuế thu nhập cho những ai ở lại trong 7 năm. Trong khi đó, các công ty doanh nghiệp trong nước đều được khuyến khích đầu tư phương tiện để thích ứng với hình thức làm việc từ xa. Tất cả đều nhắm đến những người du mục số. Ước tính cứ 100.000 người lao động ở lại Hy Lạp trong 6 tháng, thì nước này có thể thu về 1,6 tỷ euro. Mặc dù là đất nước du lịch với bề dày văn hóa và cảnh quan tuyệt vời, nhưng chặng đường để Hy Lạp trở thành điểm đến thực sự hấp dẫn đối với những người du mục số vẫn còn rất nhiều trở ngại. Vẫn còn một số hạn chế, như sự thiếu hụt các cơ hội, điều kiện làm việc còn nghèo nàn. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ qua tất cả những điều đó và kiếm được mức lương cạnh tranh ở các nước Tây Âu, thì tiêu chuẩn cuộc sống ở đây thật đáng kinh ngạc. Quả vậy, thách thức lớn nhất là hạ tầng công nghệ số còn yếu, mạng Wi-Fi chậm, dịch vụ số và Internet đứng vị trí áp chót trong số các nước thuộc Liên minh châu Âu. Còn trong danh mục du mục số hay bảng xếp hạng các địa điểm lý tưởng cho những người lao động làm việc từ xa, thì Athens chỉ đứng ở vị trí thứ 65. Mới đây, dù đang trong cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, chính phủ Hy Lạp vẫn phải chi hàng tỷ đô la để thực hiện dự án nâng cấp Hy Lạp 2.0, trong đó đầu tư không nhỏ cho phát triển mạng lưới 5G. Tháng 8 vừa qua, Quỹ Phục hồi của Liên minh châu Âu quyết định cung cấp cho Hy Lạp khoảng 9,1 tỷ đô la trong năm nay để thực hiện kế hoạch phục hồi quốc gia Hy Lạp 2.0, trong đó có trụ cột chuyển đổi kỹ thuật số. Những hòn đảo du lịch nổi tiếng như đảo Rhodes, đảo Crete đều phát triển những ngôi làng du mục số nhằm cạnh tranh với đảo Madeira của Bồ Đào Nha. Cho tới nay mới chỉ có khoảng 3.600 lao động du mục số từ một vài quốc gia tới Hy Lạp. Con số vẫn còn quá khiêm tốn so với mục tiêu đề ra. Tất nhiên, tình hình dịch bệnh phức tạp cũng là một trở ngại trong việc thu hút du khách nước ngoài đến Hy Lạp. Trong khi đó, hàng triệu người trẻ tuổi vẫn đang hướng đến chủ nghĩa du mục kỹ thuật số như là một cách thức giúp cuộc sống và sự nghiệp của họ có ý nghĩa hơn. Khi thế giới trở thành bàn làm việc của bạn, mỗi cá nhân sẽ cảm nhận được cảm giác mới mẻ và những giá trị mà họ chưa từng trải qua trước đây.